Xin chào mọi người, hôm nay mình với cả Trung Anh sẽ lần đầu tiên ngồi ở đây làm cái việc lần đầu tiên bọn mình làm. Đấy chính là reaction một MV ca nhạc. Bọn mình cũng đã ấp ủ cái dự định này cũng rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có dịp để thực hiện. Dạo gần đây thì công việc cũng thoải mái hơn, thế nên là mình với cả Việt Anh sẽ cố gắng cùng reaction những cái MV, những cái video clip mà đang hot nhất ở trên mạng xã hội. Đúng, mà hôm nay mở màn, mở bát là một cái MV mà mọi người đang nói đến rất là nhiều đấy. Đấy chính là MV mới ra sáng nay luôn của chị Suboy và anh Remastic. MV Cả Ngàn Lời Chúc. Ok. Chắc là một bài rap nhỉ? Đương nhiên. Hai bài này chắc là trùm rap thì chắc là bài rap rồi nào. Cả mọi nhà cùng bắt đầu chuẩn bị nghe bài này nhá. Nào mọi người cùng xem cho tôi vừa một bài rap mới. Mới ra công chiếu sáng nay 7 giờ trước. Mai vàng. Làm gì vẽ chịu đấy nhá. Tặng bạn là một cái mới. Cái cũ nó héo rồi. Giờ phải đó là một cái thiệp không. Và mình biết mình sẽ viết gì bên trong. Và lời chúc chỉ là một chút nguyện vọng. Để thành công có một lúc hành động này rồi. Cho ta một ngày nhìn sâu hơn. Cho ta một lời biết ơn. Để ta đang tươi cho giống nước mầm. Và một hạt thiền là những trong tâm. Wow, mà to thế. Con tim em lời giả. Đang hát thì người quay lại cười. Tìm được tên hài của năm mới trên gương mặt cũ. Năm nay mẹ yêu không còn mặt giặt dấu. Nhà cửa tinh tươi mà ngăn nắp thật sự. Nhìn các con mà tâm đã gật gù. Cả ngàn lời chúc mà đợi nơi tâm lòng. Chậm lại một phút để cho đất xoay vòng. Đoạn này hay thế, đoạn lyric này hay thật đấy. Đặt điện thoại xuống mà đi trồng rừng ngay. Được, không lướt web nữa, không xem điện thoại nữa. Thành niên thời đại đã phải thế. Lao động luôn. Nhạc gọi là chill. Sẽ tâm hồn nhặt con vụn vặt để Tết đến gần hơn, dùng những vị tha để chuyển hóa chuyện buồn, vì ta càng lớn sẽ càng bớt giận hơn. Đừng chỉ chúc lời bình yên khi vạn vật quanh ta đang vội biến chuyển, khi những núi giá vẫn còn trôi trên biển, còn những con tim vẫn chưa thoát khỏi muộn phiền. Và một ngày mình chợt nhận ra đừng nhìn mà tôi cuộc đời sao quá nhiều, còn một lần để nhìn trời xa, còn nhận ra cuộc tim mà nhận được cơn gió chiều, cho ta được thấy hoa đào, được cùng nhìn mai chỗ hoa trong những giây phút thiệt thà. Cười hay thế. Thế ra gà. Được. Gì đây? Công à? Không, vẫn là mấy cái bát múa ở bên này. Thôi dừng, thôi dừng. Linh hồn của rừng cây. Sợ. Nhà bọn này nghe sừng cả ra gà rồi nhỉ? Cần giao hưởng đại ngàn đúng rồi. Nó mặt trời đến. Cười tươi, ai cũng tươi giói rồi. Cả ông bà, cả cháu thế... ra trồng cây. Lời chúc hóa hành động cũng vẫn mang được. Ok. Rồi. Ý nghĩa. Vậy là chúng ta đã ý nghĩa đấy. Cùng theo dõi hết đoạn MV của Remastic và Suboy. Thì mình không phải là người biết nhiều về âm nhạc, nhưng mà mình cũng là một người nghe rất là nhiều những bản rap, những bài hát có trên mạng. Thì riêng bản thân mình cảm thấy đây là một bản rap rất là hay. Nó nhẹ nhàng, dễ thuộc ấy. Bởi vì rap rất là chậm. Rap chậm. Như kiểu là muốn cho người nghe là hãy sống chậm lại và cảm nhận những điều xung quanh. Bình thường mình cũng có công nhận là không nghe đây là bài Cả Ngàn Lời Chúc đúng không? Nhưng mà lại hình như là lyric lại chưa có một lời chúc nào cả. Bình thường đằng ra một bài rap mà tức là Cả Ngàn Lời Chúc đằng ra phải là
Yo, năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho năm mới vạn sự như ý. Chúc bố mẹ, chúc ông bà. Yo. Kiểu như vậy, nhưng mà đây là một bản rap chậm. Lại không đúng thật. Để lyric thì như là không, hình như là không có cái một cái lời chúc nào cả đấy. Thì nghĩa là lời chúc nó ở trong hình ảnh MV. Được rồi. Thì mình phải xem lại và mình phân tích nó, đúng không? Đúng. Nhưng mà nhìn tổng thể từ trước thì đây là một bản rap rất là chill, nhẹ nhàng. Phù hợp cho các bạn đang có tâm trạng và ở một nơi nào đó muốn chiêm bao về cuộc sống. Nói chung là kiểu nó đúng với cái không khí bây giờ, kiểu xuân đang về rồi. Ok. Đấy. Cùng quay cùng lại và xem lại một lần nhá, để mình với những cái mà mình thoáng qua vừa nãy mình hiểu được thì mình thấy đấy, MV này ý nghĩa lắm đấy. Nhiều ý nghĩa lắm. Nào, chúng ta cùng xem. Rồi, đây là đoạn đầu nhẹ nhàng nhá. Chill. Nghe ra vừa nãy thích mà, kiểu chill chill đang viết. Viết. À. Viết. Viết lời chúc đây này. Nhưng mà sao không viết ra thiệp nhỉ? Gãy bút chì. Đây không phải là ông ý viết lời chúc đâu. Đây là ông ý hình như là gãy bút chì. Đây là cái kiểu đang ngồi tập viết đấy. Này, một đống bút với giấy này. Đây có phải thiệp đâu. Rất là lộn xộn đúng không? Đúng rồi, kiểu ngày xưa là Tết bố mẹ hay bảo là ngồi bảo là tập viết viết để viết lời chúc cho ông bà, kiểu viết ra cái thiệp rồi gửi giống ông bà. Giống như ở chép phạt ấy. Hứa là sẽ thế này, con hứa là sẽ thế kia đúng không? Đúng rồi. Đây là đang tập viết những cái lời chúc cho ông bà. Bút chì thì gãy thì mới quay ra này. Đấy. Sao bùng bùng cái em tiếp đi xem. Hạnh phúc đến. Đấy, đoạn này hay lắm nhá. Tí tôi nói cho mà nghe. Linh hồn một tiếng. Tặng ngay ông bà cái cây. Hạnh phúc đến ngay. Đấy. Đây là lời chúc về sức khỏe. Đúng không? Đây chắc chắn là lời chúc về sức khỏe. Có nghĩa là kiểu thể hiện trồng một cái cây rồi đem đến cho ông bà để thay cái cây cũ. Để ông nó bà có sự tươi mới. Có sự tươi mới để cái vấn đề về không khí, không khí bụi bẩn nó làm cho cái cây nó chết, đúng chưa? Làm cho ông ho nữa. Đấy, làm cho ông ho đúng không? Thì đấy rất là môi trường luôn, mang cái thông điệp rất là nhân văn ở trong đấy, là môi trường đang chết dần này. Đấy, chúng ta cùng trồng một cái cây con mới là góp phần coi như là một lời chúc dành đến ông bà đúng không? Đúng rồi, và nó không phải là lời chúc chỉ nằm trên giấy. Đúng rồi. Nó, đúng rồi, nó trước đấy chỉ là lời chúc viết trên giấy thôi. Nó không chỉ đơn giản là lời chúc nằm trên giấy. Đúng rồi, nó là lời sự chuẩn, hành động. Đúng rồi, chuẩn luôn. Thế nên đúng rồi, bây giờ mới hiểu. Thế nên là câu đầu tiên nhìn cả ngàn lời chúc mới được một nửa tấm lòng. Có nghĩa chúc hàng nghìn câu thì mới được một nửa tấm lòng thôi. Đúng, một vậy. Nửa tấm lòng còn lại tròn vành rõ chữ tròn trịa thì phải là gì? Thì phải hành động đúng không? Đúng không? Chuẩn luôn. Đấy. Nào tiếp nhá. Đấy, thế là ông thấy tôi nói đúng không? Lời chúc đầu tiên là lời chúc về sức khỏe để cho ông bà. Thế là mình phải hành động. Hành động mới là lời chúc đẹp đẽ nhất. Đấy, đi trồng mấy cây con. À, thấy chưa? Đoạn này vừa nãy tôi hiểu này. Đấy, mẹ bỏ thiệp xuống, mẹ không đi viết thiệp nữa. Đấy. Đấy, cái đoạn đấy là những cái thiệp có cánh. Những cái lời chúc có cánh đúng không? Đấy, lời chúc có cánh. Chị Sù Bòi gạt hết. Cắt cái cánh đi đúng không? Cứt cái cánh đi. Đấy, thả xuống. Đấy. Nào, để xem nào. Nghĩa là không sử dụng những lời có cánh nữa. Mà hãy mà hành động, mang hẳn nhau. Mang hẳn cái cây đầy quả đến. Đấy, lời chúc mới đấy còn gì. Đấy. 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 Lời chúc về sự... Đây gọi là sự đủ đầy trong năm mới, đúng không? Đúng. Mang cái... Mà không phải là trao cho... Đây là những người khác mà, có phải người nhà đúng mình rồi, đâu. Lộc mang lộc. Lộc đến. Là phải mang đến cho cả người khác nữa, đúng không? Kiểu lấy xúc về sự đủ đầy, về tài lộc, về sự thịnh vượng ấy. Tiếp nha. Thế là đấy, cái MV rất ý nghĩa ở đấy nhá. Gửi gắm, cài cắm những hình ảnh rất hay nhá. Còn tìm những người dạ. Xem cả những cái lời thoại nữa. Năm nay mẹ yêu không còn mẹ giặt dỗ. Nhìn từ tinh tơ mà ngăn nắp thật sự. Nhìn các con mà tâm nó gật gỗ. Đó. Chuẩn không? Đầu tiên là Su Boy, chị Su Boy. Chị đặt câu hỏi là cả ngàn lời chúc không bằng mới được một nửa tấm lòng, vậy thì chúng ta phải làm gì đúng không? Đầu tiên là đặt vấn đề, xong đấy ông Rimastic bắt đầu lại vào ông hát luôn. Này, đấy, nhà cửa tinh tươm rồi ngăn nắp thật sự. Có nghĩa là kiểu chúc cho chúng là... ta trưởng thành lên. Chúng ta trưởng thành lên gia đình. Chúng ta biết
nhìn những cái nhỏ nhặt nhất, làm những cái nhỏ nhặt nhất chia thôi. Sẻ với mẹ đấy, mẹ không cần đúng phải giặt giũ, mẹ không cần giặt giũ, bình thường thì nhà cửa ngăn nắp đúng hàng năm thì toàn mẹ làm hết, bây giờ mình phải giúp mẹ, đấy là chúc cho chúng ta sự trưởng thành, đúng chúng rồi. Ta hiểu được công ơn sinh thành của bố mẹ và giúp đỡ bố mẹ, đấy cũng là một lời chúc rất là hay. Ý nghĩa vãi đồ, càng phân tích ra càng thấy hay nhỉ. Các con tấm lòng gần cù ấy, càng là lời chúc mới được lời tấm lòng. Thì đây, đoạn này hay nhỉ. Chậm lại một phút để nhìn thấy trái đất đang xoay ra một vòng tay hạnh phúc đến ngay, còn giờ mới còn bình an. Đó, đây là cái gì đấy? Đấy là hình ảnh rừng bình an. Ok. Tiếp, đấy tiếp xem làm gì thì mới biết. Đấy, thì thế đây được. Là khác thì là lời muốn nói lên là muốn cái những điều bình an đến với mọi người, đúng không? Thì nghĩa là ông ấy nhìn thấy đây hình ảnh của cái khu rừng tàn phá đây. Đây, còn rừng mới còn bình an. Đây là hình ảnh lũ lụt nhá. Còn rừng mới còn bình an, đúng không? Cái bão lũ bây giờ ấy, nó đang là một cái vấn đề rất là nhức nhối, rất là đau, gây rất là nhiều đau thương. Thì chính cái còn rừng mới còn bình an này cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là còn rừng mới còn bình an, đúng không? Đúng rồi. Năm nay bão lũ thì thiên tai thì chắc là mọi anh em ở đây tất cả mọi người đều biết rồi đấy. Thì mình thấy mình có nghĩa là xem cái đoạn này rất là thật sự là gần như là rất là cảm động, gần như là kiểu cứ nổi gai ốc liên tục ấy, kiểu mang cái ý nghĩa rất là hay. Còn rừng một còn lời bình an, chúc bình an như Trung vừa nãy nói đấy, thế là úp luôn điện thoại xuống, đi làm luôn, đúng rồi, đi ra ngoài đây phải trồng luôn rừng để thực hiện cái lời chúc của bản thân mình, đấy là chúc cho tất cả mọi người cái sự bình an, cái sự gọi là yên bình trong cuộc sống, không gặp phải bất cứ cái sự nguy hiểm, sự tai ương nào cả. Để... điểm yếu của MV này là khi mà mọi người đang trồng rừng ở đây thì ông Rimatic và Suboy đứng ở đây múa. Không hiểu ra trồng cùng. Đúng. Rồi, nghe tiếp à. Nhưng mà hai ông bà này là người kể chuyện, mày. Quần áo lấm bẩn nhưng sạch sẽ, tâm hồn. Câu đấy hay. Hay nhỏ, đoạn này hay thế. Những kiểu nước rơi tinh tế thật, kiểu mầm sống đang nghĩa là mọi người đang thực hiện cái 3-4-5 cái lời chúc đấy đấy. Những cái lời chúc trước đấy mọi người vừa mới kể ra và bây giờ mọi người đang đi thực hiện nó đấy, đang đi trồng cây đấy đấy. Đoạn này hay vãi. Trước đấy nhá, là đây là những cái đại diện cho linh hồn của rừng cây nhá. Trước đấy chỉ để ý ông đấy nhá, trước đấy nhá chỉ nhảy múa ở trong cái không gian rất là tối tăm này thôi. Nhưng mà sau khi mà tất cả mọi người cùng sắn tay lên cùng ra trồng rừng cùng và ra... có hai người đứng đấy hát đấy, và hai ông bà kia không chịu làm gì cứ đứng đấy hát đấy, thì đoạt một phát, mọi người để ý không, đoạt một phát đấy, chị Suboy này tung lên không đấy, mở ra một chân trời ánh sáng mới. Thế là mọi người không còn phải múa trong cái linh hồn rừng, nó không phải nhảy múa ở trong cái không gian tối tăm nữa, ra khoảng ngày múa ánh sáng chói chang, âm thanh xúc động thật, nghĩa là sởi cả da gà, có nghĩa là cả cái phần nhìn và phần nghe đã mix được với nhau một cách rất là hợp lý. Nó gần như đúng như kiểu cái phần hình bây giờ nó gần như là một phần ở trong bản nhạc luôn. Nhìn cả phần hình thì mình càng thấm sâu hơn cái phần nhạc, đúng không? Nó gọi là thức nhọn năm giác quan ấy. Thức nhọn năm giác quan ấy. Đấy, thế là rồi. Vậy là ok, đến đoạn này thì đã có thể rút ra được là bốn cái lời chúc, cả ngàn lời chúc đấy, nhưng mà chắc là những cái lời chúc mà nó sâu sắc nhất, nó ý nghĩa nhất, nó đời thường nhất đấy chính là sức khỏe, tài lộc thịnh vượng, và sự trưởng thành, này chúc cho con người ta càng ngày càng trưởng thành, biết chăm lo cho người khác này, biết suy nghĩ cho người khác này, và lời chúc là về sự bình an. Đấy thì tất cả đều liên quan đến cái quan trọng là tất cả đều liên quan đến rừng cây, nó mới kinh. Đều liên quan đến cái việc là trồng cây, trồng những cái mầm non mới. Đúng rồi. Thì thật sự sau khi xem cái MV này thì mình thấy thật sự như cái ý nghĩa mà bọn mình vừa nói đấy, thì mình có thấy có liên tưởng, có thấy nó rất là có cái sự liên tưởng đến với cái sản tác phẩm mà bọn mình đã làm parody gần đây, đấy chính là cái tác phẩm Rừng Sàn Nu. Thì có nghĩa là nó giống ở cái chỗ là ở tác phẩm Rừng Sàn Nu ấy, thì
nó mang cái hơi hướng câu chuyện là thể hiện cái ý nghĩa là con người, nó thể hiện cái mối nhân quả cho con người, cả cái MV này với cả cái sản phẩm đấy, cái sản phẩm tác phẩm rừng Sanu. Cái trong tác phẩm rừng Sanu thì cứ cây lớn đổ xuống thì cây con lại lớn lên, đúng không? Thì cây con lại lớn lên, lại trưởng thành, lại mạnh mẽ hơn, dù chịu bao nhiêu cái ngoại lực tàn phá nhưng cây con vẫn mạnh mẽ, lớn mạnh. Nhưng có một cái điểm tiên quyết, và cái điểm tiên quyết đấy cũng chính là cái điểm liên hệ với cái MV này, đấy chính là phải hành động. Cây con phải hành động thì cây con mới mạnh mẽ thắng được những cái ngoại lực đấy. Và đây cũng thế, con người phải hành động thì ông bà cha mẹ phải hành động. Đấy, cái hình ảnh mà người lớn ra trồng cây, đúng không? Ông bà cha mẹ phải hành động để lũ trẻ này này nó học theo, nó học theo, nó ra nó cũng trồng cây, đúng. Thế rồi, là tạo thành một cái mối nhân quả tuần hoàn ấy. Thì tất cả cùng nhau, cùng hành động, cùng phải đứng lên để làm sao để tạo ra cho chính bản thân chúng ta những cái lời chúc tốt đẹp nhất, và cụ thể hơn là cái môi trường sống đẹp đẽ nhất. Được, ý nghĩa không? Nói chung là đây là một sản phẩm có rất là tròn trịa đấy, đúng không? Theo bản thân mình đánh giá là tròn trịa cả về phần nhạc lẫn về phần hình, thật sự là tuyệt vời. Nói chung là rất là cảm ơn anh Rimastic và chị Suboy đã đưa đến một MV thứ nhất là tuyệt vời đấy. Là một bài hát rất là hay, nhẹ nhàng cho mọi người có thể nghe, có mọi người có thể giải trí, và nó mang đến cái thông điệp đấy chính là nó rất là thời đại, nó là hơi thở của thời đại đang phả vào gáy của tất cả những người đang xem. Đấy chính là chúng ta phải cùng trồng rừng đi, cùng nhau bảo vệ lấy đất mẹ thiên nhiên. Bởi vì thật sự thì đã có quá nhiều những cái khó khăn, những cái dịch bệnh rồi bão lũ rồi. Thế nên là chúng ta càng phải cùng chung tay, thì cùng nhau trồng rừng. Thì đấy, những cái hành động mới là những cái lời chúc rút ra, cuối cùng rút ra thì hành động mới là những cái lời nói nó đanh thép nhất, nó rõ ràng nhất. Thế nên là lời nói đôi khi là không đủ, nên là thay vì cảm ơn Xuông này, mình phải cảm ơn anh Greenmastic bằng một đoạn rap kiểu bất ngờ. Yo, em cảm ơn anh Greenmastic bởi vì đã có một bài hát em rất là thích. Chích. Yo, nghe bọn em sắp anh không thể nhúc nhích bởi vì lúc đó anh đang rất thích. Nhưng mà hình như em đang chơi quá nhiều vần X, bởi vì thằng Chí này không chơi chất kích thích. Thôi đùa, nói vậy thôi. Cuối cùng thì chốt lại là thông qua cái MV này và thông qua những cái câu chuyện bọn mình vừa nói, thì cũng rất là mong mọi người từ cái MV này rút ra được những cái bài học cho riêng mình. Sắp Tết rồi, mình sẽ làm những cái việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt thôi, như trồng một cái cây, lao động. Bình thường thì cứ sợ là bẩn, cứ sợ là phải nhúng tay vào trời thì lạnh chẳng hạn. Nhưng mà bọn mình hãy cố gắng vượt qua những cái nỗi sợ đấy, vượt qua những cái e ngại đấy, để lao vào giúp đỡ bố mẹ, làm những cái việc nhỏ cho cộng đồng, thì cuộc sống của mọi người cứ dần dần tất cả cũng tốt đẹp lên. Và từ đó thì rất là mong tất cả mọi người sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Thì chắc là reaction bọn mình cũng chỉ reaction đến đây thôi. Thì rất là mong mọi người yêu thích và mọi người đón chờ những cái sản phẩm reaction tiếp theo của bọn mình. Và bọn mình cũng tin rằng là cái sản phẩm cả ngàn lời chúc này cũng chính là hàng ngàn lời chúc muốn gửi đến tất cả các bạn. Và không, ý đang bảo sản phẩm này chắc là sẽ tiền xa đấy, sẽ được mọi người biết đến rộng rãi đấy. Đương nhiên. Quá hay được, luôn. Ok. Ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Yeah. Bye bye. Yo, năm mới ăn khang thịnh vượng. Yo. Năm mới mong mọi người biết bắn trưởng. Yo, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hát bình tĩnh quá. Rồi, ok.